Vân Long xin chào các bạn. Và cũng xin chúc sức khỏe các bạn trong cái ngày cuối tuần, sức khỏe dồi dào. Sáng có lẽ là cà phê, cà pháo rất thoải mái. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn vào với một cái vụ việc mà anh Văn Đậu anh rất là bực bội, rất bực bội mấy ngày nay. Khi mà tìm hiểu nguyên nhân thì tự nhiên là càng là đau, càng thấy rất khó chịu và nổi cơn thịnh nộ, nói tầm bậy luôn. Nó không ra gì, tại vì ổng là chuyên là hát tầm bậy, đàn cũng tầm bậy, rồi làm cũng tầm bậy, rồi nói cũng tầm bậy, rồi sinh ra cái chỗ người ta nói mắng mỏ tầm bậy. Nhưng thực tế là ổng rất là thật lòng, ổng rất thật lòng. Ông Quang Đẩu ổng rất thật lòng, ổng nói ra xong vậy, nhưng mà thường thường là nói vậy là thẳng trực tính, là coi như là mất lòng nhau, cho nên ổng bị người ta ghét nhiều lắm. Cũng do cái miệng của ổng không à, từ trên xuống dưới ai cũng ghét không hết á. Không, mình là em ổng, cho nên là mình rất hiểu tính ổng. Ổng là liều, nhưng mà ổng nói là ổng nói trực tính. Ổng ở cơ quan cũng vậy thôi, ổng ở cơ quan là ổng nói thẳng. Thà là ổng nghỉ việc, ổng không thích làm là ổng không thích làm. Ổng chửi là ổng chửi. Đó, cho nên là ngay cả cái thời khắc này, thời điểm này, sống kiểu bình thường mới thì ổng nói là ổng cũng nói. Đó. Thà chết chứ không có hy sinh, thà hy sinh chứ không có chết. Covid nó bắt ai là người đó phải chịu thôi. Không, mình nói thật, có chết 10 mũi chăng nữa là không chết thì không chết, mà có chết là nó vẫn chết. Đó. Cho nên là coi như nếu mình nói về tâm linh thì trời kêu ai nấy dạ. Còn bây giờ nếu mà nói về thực tế thì bây giờ cái chuyện khoa học giải quyết là cái chuyện mà Vũ Hán, China, chuyện đủ thứ giữa Tàu cộng Trung Quốc, nói chung là vấn đề chính trị thì mình không rớt vào. Nhưng mà mình thấy thực tế trong một gia đình cũng vậy thôi, chỉ trong một gia đình thôi, hai anh em, khi đã có hai người là mình thấy rất lộn xộn rồi. Hai người là thấy lộn xộn rồi. Nói là đồng hành là chúng ta phải hiểu đồng hành là như thế nào. Nói đồng hành là như thế thôi, yêu thương nhau là như thế thôi. Thì thôi, nhưng ở đây là một sự việc cụ thể. Là ông Quang Đẩu, thôi mình gọi ông đi, ông Quang Đẩu, ông sẽ lát nữa ông sẽ là phản ánh một cái vấn đề thực tế trong cuộc sống thường ngày xảy ra. Hai cô ca sĩ chứ cô nào khen cô nào cả, hai cái ông nhạc sĩ, và ngay cả thơ văn nhạc họ, bất cứ một cái phương diện lĩnh vực nào, ngay cả chủ tịch, ngay cả tổng thống, tất cả những cái gì nó đều là như thế hết. Các bạn cứ nghiệm lại đi, Quang Đẩu không nói sai. Rồi bây giờ là giới thiệu ông Quang Đẩu, ông sẽ đưa cái vụ việc gì ra. Xin mời các bạn, Quang Long sẽ giới thiệu cái vụ việc đó xảy ra như thế nào. Xin chào các bạn. Quang Đẩu là phát hiện anh em chơi thì rất xấu. Thế mà mình nói thật luôn á, khi mà gắn co mà tự nhiên nó nhét cái cục hồ vô làm cái gì, cái cục hồ vô để coi như là máy lạnh khi mà thoát nước là không thoát được. Cái này là anh em mình chơi cái kiểu này chơi tàn nhẫn quá tàn nhẫn luôn. Anh em là bên điện lạnh là đâu có làm gì hả, mà anh em mình sao ác cái gì. Khi mà gắn cái co vô, người chơi cái cục hồ vô, bây giờ Quang Đẩu coi như là nghiên cứu rồi, Quang làm coi như úng quá luôn. Anh em chơi cái kiểu này chắc mẹ rồi, chơi cái này kiểu chùa bãi, đừng nên chơi nữa. Mà chơi cái này suốt cuộc đời của mình là chỉ là làm một cái thằng thợ thôi, chứ không làm được cái gì hết rồi. Đó, bây giờ làm như vậy coi như là úng nước nó úng, nó không chảy được. Đây nó ở trong lon trong vách mấy tháng này, nó như vậy coi như anh em hồ mà mình chơi nhau kiểu này sao được, cuối cùng là hại chủ nhà thôi. Cái này là cuối cùng là hại chủ nhà.
đó, làm trở ngại cái việc coi như là kinh doanh. Nước chảy cả xuống cả nó sàn luôn đó. Đó các bạn mình thấy không, mấy cái ông thợ hồ thì vừa phải thôi, ông mình nói thật luôn á, mình làm cái gì mình tìm ra cái phương pháp để mình giải quyết với nhau, chứ đâu có phải là mình chơi nhau. Ông thợ hồ mới chơi cái ông điểm lạnh làm sao được, rồi cuối cùng là tụi tôi là chủ nhà coi như tụi tôi là lãnh đủ hết rồi, chơi khốn nạn. Rồi anh em chủ nhà sau này là nghiên cứu lại, khi mà có thợ làm là phải giám sát 100%. Mà mấy ông thợ này ác lắm, ví dụ như mà thuận thì không nói gì, mà không thuận là chơi đinh chơi cổ chân đồng dông đồng tay đủ thứ chuyện hết á. Mà thợ thay gì mà làm cái lạ đi. Rồi tôi bán như vậy là tôi sẽ đưa cái này lên trên thông tin mạng luôn, và tất cả những anh em mà nào mà kinh doanh xây nhà cửa là phải cẩn thận. Làm phá hoại người ta vừa phải thôi chứ. Đó, bây giờ anh em điện lạnh lên nè, cuối cùng coi như người ta mang tiếng, và cuối cùng là tôi kinh doanh cũng không được nữa, bị bế tắc. Rồi quan đẩu báo cáo tình hình như thế. Rồi có con còn con bước vô trên núi, bước vô tắt tắt này không? Không thì các con làm thì các con phải có cái cảm giác đó. Một cái cảm giác đặc biệt trong nghề nghiệp mà. Thợ này thợ kia là dĩ nhiên là có thôi. Đầu nó mới lòi ra, nó là bây giờ tại sao là không nói mà ngậm giấm đi, làm gì phải nói chứ. À, anh em thợ của Cao Kỳ Duyên, lộn, không phải Cao Kỳ Duyên là bữa nay là ở Nha Trang đó nha, không phải là con của ông Nguyễn Cao Kỳ đâu, phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ đâu. Đây là Kỳ Duyên là làm máy lạnh. À, anh em là coi như là cùng ở trong cái công ty là lên là kiểm tra lại tại sao nước nó không chảy, mới có một năm mà ống nước làm sao mà có cái chuyện như vậy. Mấy cái ông thợ hồ này rất khốn nạn, mình cho là khốn nạn luôn, mình không thể nào dùng một cái từ nào để mà nói được hết, rất là khốn. Tất cả là tình cảm mà làm mà phải căng trở, là làm sao là nghề nghiệp mình tu dưỡng để mình có đạo đức, để mình sống cái cuộc sống cuộc đời cho nó khuây khỏa, chứ cứ nghĩ là mình đi làm thuê làm mướn rồi vác cái thùng đi hoài làm sao mà được. Nay mai mình cũng sẽ là trở thành là một cái ông chủ gia, là mở một cái tiệm này tiệm nọ, hoặc là mình là làm một ông chủ thầu khoán này nọ, chứ tự nhiên mình cứ vác bay mình đi làm hoài sao được. Là sự việc của anh Quang Đẩu là như thế, Quang Long cũng giới thiệu các bạn như thế để hiểu là thêm về cái cung cách cuộc sống, ứng xử đối xử với nhau trong cuộc sống, bất cứ ở một phương diện nào và thành phần nào, giai cấp nào thì nó đều xảy ra trường hợp như thế. Và xin chào các bạn.